bán gì đó, ở đó ngủ ngoài đường á, rồi nó thấy gì người ta vừa bán gì cho, nhưng tao thấy chị đơn nghiệp người ta vừa bán gì cho chị, nhưng mà chị đâu có tiền mua, nhờ nó mua giùm, mua đi rồi cho tao ở. Chị nào có tiền thì trả hàng tháng, nhưng mà cũng có, nó nói có thì trả, không có thì thôi. Như trả hàng tháng á, tháng lấy có 600 mà khi lúc có đưa, lúc không có không đưa, nó cũng thấy buôn bán cũng khó khăn. Rồi tối nhỏ gái ngủ này, đi ngủ bắt tới bố ngủ dưới, có cái bố dài ngủ dưới. Nhà nó còn chút, có một mét vuông à. Người tắm gì vô trong nhà ông hoài tắm chồng, nhà ông bà đó tắm chồng. Thì tắm giữa chồng thì điện nước thì cũng ở chồng luôn, câu ra đây xài. Rồi nhờ cái hôm mà cháy nhà đó, chứ chẳng ta cho được vô đồng hồ điện á, mới vô được cái đồng hồ điện thôi. Đó, cũng thờ vậy đâu, cứ giờ ra đây, muốn thờ cũng đâu có chỗ rồi thờ. Đó, để vậy thì cái đốt nhang ở dưới đâu giống đây, đây đâu có chỗ rồi đâu, cũng sợ cháy nhà, đó là đốt ở dưới. Ở mưa vậy tạ, bởi vì nó mất cái thế chứ, giờ mình cắt lên cũng cắt được. Không có đường, không có chỗ mà đi lên, mà nó đâu có đường đi lên đâu. Nó này nó không có lan can đi lên, thành ra che bạc rồi á. Cái gần mấy một năm cái đầu cái nó mục bạc nè, cái đầu lầm bấm bạc khác. Mà trưa chiều thì đây nắng nóng lắm. Thì lúc đang nằm ngủ đây là chuột nó bò qua, bò chạy qua chạy lại. Chỉ cũng quen rồi, phải giờ mày. Chỉ gặp bây giờ mình nhát mình chạy đâu giờ. Thì bò hồi nó cũng đi giờ, tại nó không có đụng chạm với nó.